Hôm nay như thế rằng là có người bảo
người vui sướng nhất có lẽ không phải là anh Tình mà chính là bà Thu. Bởi vì cách đây mấy phút đồng hồ thì ta thấy bà Thu là bà cũng đi vô và bà đi ra. Trong khi là bà đi tìm tôi để mà bàn về cái kế hoạch chương trình trưa nay, thì tôi mới hỏi bà Thu rằng thế thì hôm nay đám cưới cho anh Minh Tình là con trai, một cái đám cưới hoành tráng như thế này thì bà thấy như thế nào? Thì bà bảo rằng quả thật hôm nay tôi vui sướng tuyệt vời, không nghĩ là ngày con trai đám cưới thì lại đông người như đi. Bởi cái chỗ là anh em của bạn công ty, rồi còn có các lịch tài xế rồi các lịch công ty đường dài. Bởi vì chuẩn bị cưới vợ cho con trai thì bà Thu bà quyết định là bắt nạt ở ngoài đường quan. Nhưng mà để cho nó đảm bảo an toàn, thì Tình ấy đã phải chất mấy chục xe đá để mà san mặt bằng, rồi biến cho nhà rạp lâm hằng ra xem mặt bằng để bắt lạc xe phong. Mà đúng là hôm nay rạp người mây mông, nhưng mà anh Tình đã cưới giao thông rất an toàn. Vâng thưa quý vị, hôm nay chúng ta đang ngồi trong khoảng không gian cũng rất là tràn đầy ấn tượng, và tất cả các tuyến đường xe vẫn không bị tắc ốc. Phương trường này tất cả quý vị chúng ta có thể sẽ tìm những chiếc điện thoại để ghi lại hình ảnh rất là xinh đẹp nhất của chàng rể cô dâu. Và quý vị, để chứng minh cho những tình yêu đó thì tôi cứ cao rằng câu ca dao câu cũng có câu nói rằng nguyên chồng tên nghĩa phu thê, tình yêu chỉ muốn thì em về trên anh, chiều ngày trong nắng ngoài xanh đẹp tình như em đó xưa anh thì nàng. Và Minh Tình bảo với Thúy Kiều rằng tuy đời anh thì không phải là giàu sang, nhưng mà trước lúc cưới em thì anh đã từng ra tiệm vàng để tìm vật cầu may, bái cô nhận cưới trong tay anh cho em lấy cái tình này mới nên bây giờ duyên đã thành duyên. Xin mời hai em sẽ đứng lên cao tình. Và thưa quý vị, để tiếp với chương trình, tôi muốn tân tập giới thiệu với quý vị ta một điều rất là bất ngờ ngạc nhiên là tôi tài tạ cái tiền hai em sẽ đứng lên trước bàn tân hôn để tham gia vào chiếc nhẫn cầu hôn trong ngày hôm nay. Xin mời chúng ta dành cho hôm nay để nhiệt liệt chúc mừng. Xin mời chị Đông Đông mới có một mình mà hai may mắn nhất thì mới có tình thứ hai. Không phải là anh của các em cũng chỉ đây để tham gia vào ngày hôm nay bên nhau tìm biết tình tôi là đi chung một đường hương một đường hương một đường hương anh em sẽ sống và được đặt tên và nó sẽ kết lại lại cho đi. Để quý vị chúng ta có thể chiêm ngắm cái dung nhan xinh đẹp của chàng rể cô dâu. Vâng thưa quý vị, hôm nay như thế là quý vị có thấy chàng rể cô dâu chúng ta là xứng đôi vừa được không ạ? Có đẹp không ạ? Vâng thưa quý vị, đồng ý xin ghi danh vẫn đẹp hay à, anh chị sớm sinh được đứa con đầu lòng là trai. Vâng, xin được chân thành cảm ơn và cầu chúc tất cả mọi người chúng ta một năm mới an lành và hạnh phúc, và đến tiếp tục là cầu chúc phúc và đồng hành sát cánh với vợ chồng chúng con chúng cháu và chúng em trong cuộc sống mai sau. Vâng thưa quý vị, thật đúng là ô vui quá xá là vui. Nhà tay hung hái nhưng mà chắc chắn nhà gái cũng chẳng kém gì đâu. Và để đáp lại tấm chân thành của các thành viên đến từ gia đình nhà tay, đó là gia đình nhà chẳng gì, thì tôi sẽ được trân trọng giới thiệu đến quý vị chúng ta, đó là món quà được đến từ phía cô dâu, được đến từ phía gia đình họ ngoại, cũng sẽ có món quà để trao tặng cho hai con, hai cháu hai em vào hôm nay. Đầu tiên là xin giới thiệu, đó là món quà của bố cô dâu, cũng sẽ có món quà để trao tặng cho hai con trong ngày hôm nay. Xin mời chẳng để cô dâu hai con sẽ hướng về người bố kính yêu của mình để đón nhận những sấm chân tình mà bố chạy dành tặng cho hai con hôm nay. Vâng, hôm nay như thế là bố đã rất nhiệt tình và trở về sân khấu tình yêu, trở về để chúc mừng và cho hai con được trăm năm hạnh phúc. Không những bằng tấm chân tình mà mẹ bố còn kèm theo những món quà cũng rất ý nghĩa để góp lên những viên gạch hồng xây dựng cho hạnh phúc vợ chồng của hai con. Và hai con cũng chẳng biết nói gì, xin chân thành cảm ơn bố mẹ, cảm ơn các thành viên của gia đình nhà gái đã rất nhiệt tình về đây để chúc vui và hạnh phúc và cầu chúc bình an cho hai con. Và còn có những món quà cũng rất thiêng liêng cao quý để chúc cho hai con được trăm năm hạnh phúc. Hai con xin chân thành cảm ơn bố rất là nhiều. Và trong món quà của bố cô dâu, đó là món quà của gia đình chị gái cô dâu, cũng sẽ có món quà để trao tặng cho em trong ngày hôm nay. Tiếp với chương trình là xin giới thiệu món quà của gia đình chị gái được đến từ phía cô dâu. Chị ruột của cô dâu sẽ có món quà để trao tặng cho hai em. Xin mời gia đình anh chị. Đây là một món quà có thể nói rằng là anh chị cũng đã từng gom góp từ bấy lâu nay. Anh chị cũng đã từng bỏ trong vali, đã có trong phong bì. Nhưng hôm nay là ngày đăng quang và trao tài nhất của hai em, thì anh chị vẫn sẵn sàng tung ra để cầu chúc cho hai em được trăm năm hạnh phúc. Và hai em cũng xin được chân thành cảm ơn anh chị rất là nhiều và cầu chúc anh chị sang một năm mới, năm Đinh Dậu 2017 được tràn đầy niềm vui hạnh phúc để tiếp tục đồng hành và sát cánh với vợ chồng là chúng em cũng như con cháu mai sau. Xin được chân thành cảm ơn anh chị và các cháu rất nhiều. Và sau món quà của gia đình chị gái, đó là món quà của gia đình em gái, cũng sẽ có món quà để trao tặng cho anh chị hôm nay. Sau món quà của gia đình chị gái, đó là món quà của gia đình em gái. Và sau món quà của gia đình em gái cô dâu, đó là món quà của ba em gái, cũng sẽ có món quà để trao tặng cho anh chị.
Và hôm nay phải nói rằng trước một cái tình cảm cũng rất là ý nghĩa, rất thiêng liêng, cao quý và cũng rất là cảm động. Vậy thì lúc này em gái em đã phải rơi rất nhiều giọt nước mắt để chia sẻ cái ngày vui và hạnh phúc của hai anh chị trong ngày hôm nay. Chắc chắn em về chứng kiến một cái giây phút lúc là chị ra đi về làm dâu nhà chồng. Cho nên là em cũng cầu mong cho chị sẽ trở thành một người con dâu thảo hiền, một người con dâu đảm đang, làm đẹp lòng bố mẹ, trang vị cũng như là sống bảo vệ tình yêu thú vị với người chồng trăm năm mà của em. Vâng, xin là chân thành cảm ơn các thành viên trong gia đình nhà gái. Và như thế là món quà nhà gái là thế chưa? Nếu còn những thành viên nào còn có những món quà nào thì xin đã giới thiệu đến quý vị, chúng ta sẽ tiến về sân khấu tình yêu để trao tặng cho các cô dâu. Và tiếp với chương trình đó là ba món quà, món quà của ba em gái. Và tiếp nối chương trình đó là em xin chúng tôi mới cập nhật được một cái tin tức cũng rất là mới mẻ, đó là những món quà được đến từ hội đồng hương bạn bè của cô dâu cũng sẽ có món quà để trao tặng cho hai bạn trong ngày đăng quang sau đám này. Tôi xin được trân trọng giới thiệu đó là những món quà được đến từ bạn bè đồng nghiệp của cô dâu hôm nay, tôi sẽ có món quà để trao tặng cho hai anh chị. Vâng, là xin mời hội thành viên của bạn bè. Đây là những nhóm bạn bè đã từng đồng hành sát cánh với nhạc lễ cô dâu từ thời vượt lưỡng gian đông. Và hôm nay thì cũng đã đến được cầu tình yêu để chúc mừng cho hai bạn, hai anh chị một món quà rất ý nghĩa từ đời trong bài thơ này. Xin chân thành cảm ơn hội bạn bè đồng hương rất là nhiều. Xin thưa quý vị, hôm nay thì quý vị chúng ta thấy rằng như thế là chàng rể cô dâu đã được đón nhận rất là nhiều tình cảm được đến từ đôi bên gia đình. Và ngoài ra còn có những món quà được đến từ hội đồng hương bạn bè từ thời vui bướm ra đầu đã từng đồng hành sát cánh với chàng rể cô dâu suốt mấy chục năm qua. Nhưng hôm nay phải nói rằng là trước một giây phút đăng quang vào trọng đài thì các bạn đã rất nhiệt tình không quản một cái tiết trời với một cái nắng đầu tiên đã nhiệt tình trở về hôn sự cưới để chúc mừng chàng rể cô dâu một cách rất long trọng và đặc biệt. Một lần nữa chúng tôi xin được chân thành cảm ơn. Vâng thưa quý vị, hôm nay như thế rằng là thúy kiều em xinh đẹp tuyệt vời mà hôm nay bần đung em đã hé nở một nụ cười rất là dễ thương mà ai cũng bảo rằng là chàng rể minh tình tuyệt tác nhất phương mà cho vì diện viên Hàn Quốc thì thật đúng là tương đương ngang hàng. Hôm nay thì chính rõ mười ra mà đúng là minh tình đến cưới vợ một cái thì thật đúng là giá vàng đã tăng lên. Và theo tin tức của thị trường giá cả thì giá vàng từ ngày hôm qua bước sang ngày hôm nay đã được tăng lên so với ngày hôm trước, như vậy là 450.000 đồng một ao, đó là giá vàng ta. Mà quý vị cũng biết rằng như vậy là cái giá cũng đã chênh lệch so với giá đô la rất là nhiều. Vâng, một lần nữa chúng tôi xin được chân thành cảm ơn tất cả những phần quà được đến từ bên gia đình đã dành tặng cho quý vị của giờ hôm nay. Vâng thưa quý vị, người ta bảo rằng là chung tay rất chén rượu đồng muôn đời tình nghĩa vợ chồng không phai. Hôm nay chủ đề thật là đẹp trai, cô dâu xinh gái cả hai tuyệt vời. Hôm nay đã lên nghỉ với chồng rồi thì xin mời hai em sẽ tiếp tục là rót rượu để mời quan viên. Đầu tiên là chàng rể cô dâu sẽ rót ly rượu hồng, mời tất cả quý quan viên chúng ta. Và cũng đến cảm ơn tất cả quý quan khách đã nhiệt tình về đây để chúc mừng hôn lễ của hai em một cách long trọng, đoàn vẹn và thành công như thế này. Đầu tiên xin mời chàng rể sẽ lột lớp vỏ bảo hiểm phía ngoài, mở khóa an toàn. Và xin mời chàng rể có thể một tay phía trên, một tay phía dưới và dùng lực đan được sau bài nhạc. Chàng rể có thể sắp đi sắp lại cho năm bài lần. Và xin mời chàng rể có thể sẽ dùng lực đan được sau bài để đánh tình ta có thể nắp dài khi tung ra. Có thể sẽ va chạm vào quan khách sẽ gây ra những sự cố nhỏ nhỏ trong lớp sau bài nhạc này. Và như thế lúc này quý vị chúng ta đã thấy trên bàn ngoài của chúng ta thế là có hai chai rượu sân bay được xuất nhập khẩu từ Mỹ là rượu Đài Loan hoặc Diệp Vạn trị giá là 40.000 đồng. Hôm nay những khán giả trẻ cô dâu cũng đang tự dưng để thể hiện một chai rượu sân bay đầu tiên được diễn ra một cách rất tràn đầy hương sắc trong ngày hôm nay. Và hôm nay như thế là chai rượu sân bay đã tạo nên sức mạnh của tình yêu chứng kiến được giây phút thiêng liêng và cao quý của chai rượu. Và chai rượu sân bay thứ hai đang thể hiện một cách rất nhân viên và rất là chuyên nghiệp. Quý vị chúng ta đã nhìn ngắm rất kỹ những cảm động rất nhiều sau anh của chàng rể cô dâu chiều trưa nay. Tôi xin mời chàng rể có thể dừng dừng tay chụp sau anh nào để tránh tình cảm khi nắp chai tung ra với một sức mạnh của tình yêu có thể sẽ va chạm vào quan khách, có thể sẽ gây xa những sự cố nhỏ nhoi không tốt cho anh ngày hôm nay. Vâng, xin chào mừng, như thế là chai rượu sau anh thứ hai đã được diễn ra một cách cùng rất trọn vẹn thành công như chai rượu sau anh ban đầu. Và lúc này chàng rể cô dâu cũng đang từ từ để rót từ các quả cốc ly bên trên để tất cả những quả cốc ly còn lại sẽ tỏa ra một cái màu sắc cho ngày hôm nay. Và khi chàng rể cô dâu đang giữ sau anh trong người thì xin mời chàng rể cô dâu sẽ nâng cao hai giờ đồng lên. Đầu tiên là mời quý quan viên chúng ta và đa tạ chương tập lạc sĩ đã nhiệt tình về đến chung vui cho anh trong người hai em trong ngày hôm nay. Và sau đó chàng rể cô dâu sẽ ngoắc tay nhau và uống rượu ra mời. Đầu tiên mời chàng rể cô dâu sẽ nâng cao hai giờ đồng lên ạ. Vâng, chàng rể cô dâu sẽ nâng cao lên, nâng cao lên. Và khi chàng rể cô dâu nâng cao lên thì xin quý vị dành một tràng pháo tay để đón nhận tấm lòng và ngọc mà chàng rể cô dâu dành cho buổi chiều hôm nay. 1, 2, 3, 4, vâng, chào mừng.
bao nhiêu. Và thưa quý vị, như thế rằng là chương trình ca nhạc chúng tôi đã phải giảm đạn đoạn quá xa. Và chắc chắn hôm nay thì sau tất cả những nghi thức và thủ tục chính, như vậy là MC chúng tôi cũng đã hoàn thành. Và để tiếp nối chương trình trở lại với ngày vui hạnh phúc của chủ đề cô dâu, thì còn có rất nhiều giọng hát hay đặt được gửi về chương trình. Và anh em nhạc công chúng tôi vẫn tiếp tục kéo dài chương trình cho đến khoảng 3 giờ chiều hôm nay. Vậy mong muốn quý vị chúng ta, người ta bảo đã đi không đi đám cưới thì thôi, mà đã đi đám cưới rồi thì...